Thưa quý vị, ngày 24 tháng 2, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm chúc mừng các y bác sĩ bệnh viện Từ Dũ và Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đến thăm và chúc mừng tập thể y bác sĩ, nhân viên bệnh viện Từ Dũ tại thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự tự hào về bề dày lịch sử, truyền thống và sự cống hiến của các thế hệ y bác sĩ, thầy thuốc bệnh viện trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và chăm sóc thông thường, biểu dương những nỗ lực cố gắng của tập thể y bác sĩ bệnh viện đã chăm sóc các trường hợp sản khoa rất đặc biệt không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả khu vực phía Nam. Tại Viện Pasteur TP HCM, đồng chí nhận định, Viện Pasteur đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác y tế dự phòng, xét nghiệm phát hiện dịch bệnh. Với triết lý phòng bệnh hơn chữa bệnh, công tác dự phòng các loại bệnh tật là vô cùng quan trọng, nhất là trong bối cảnh có nhiều dịch bệnh nguy hiểm mới nổi hiện nay. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn thời gian tới, các bệnh viện tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, xây dựng nguồn nhân lực, ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào công tác xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị nhằm khẳng định vai trò, vị thế của bệnh viện ở trong nước, trong khu vực và quốc tế.